thử thách được mong chờ nhất, hấp dẫn nhất trong hành trình 4 ngày 3 đêm khám phá Sơn Đòn là vượt qua bức tường Việt Nam cao xấp xỉ 100m. Bức tường Việt Nam thực chất là một khối măng đá khổng lồ chắn hết chiều rộng ở phía cuối hang. Ngay sau bức tường Việt Nam là lối ra của hang Sơn Đòn. Ngày cuối cùng của hành trình, chúng tôi khởi hành lúc 8:30, sớm hơn các ngày trước nửa tiếng. Mọi người lần lượt được mang đai an toàn và khóa chuyên dụng để chuẩn bị leo núi. Trước khi xuất phát, tụi mình chụp ảnh kỷ niệm với bạn hướng dẫn của Osalis và tất cả các thành viên của đoàn. Tạm biệt bãi trại số 2, chúng tôi đi sâu vào trong hang, hướng về bức tường Việt Nam. Để đi đến bức tường Việt Nam, chúng tôi phải đi qua hành lang Passchendaele. Đây thực chất là một hồ nước ngầm dài hơn 400m. Vào những tháng mùa mưa, nước bên trong hồ có thể dâng cao đến 20-25m và ngập một phần của bức tường Việt Nam. Khi đó, toàn bộ mặt hồ sẽ tạo thành một dòng sông có màu xanh ngọc khi có ánh đèn chiếu vào. Vào những tháng nước cạn, hành lang Passchendaele sẽ là một lối đi hẹp đầy bùn mịn. Không được ngồi bè vượt qua con sông ngầm trong những tháng nước cao mà phải di chuyển qua một đoạn hành lang bùn lầy cũng là một cái trải nghiệm rất thú vị trong hành trình khám phá Sơn Đòn. Chúng tôi đến được chân bức tường Việt Nam vào lúc 9:30. Tại đây, mọi người sẽ tự chải rửa sạch bùn sình dính trên giày và quần áo của mình để tránh làm dơ khối măng đá khổng lồ này. Trước khi chúng tôi được leo lên bức tường Việt Nam, bạn hướng dẫn sẽ chà rửa lại giày của khách thêm một lần nữa để chắc chắn rằng tụi mình sẽ không có mang theo một tí bùn đất nào lên bức tường. Bức tường Việt Nam được chia làm 3 đoạn. Đoạn đầu tiên là một cái thang bằng thép cao khoảng 17m. Từng thành viên trong đoàn sẽ lần lượt leo lên thang này với dây bảo hộ và đai an toàn. Đoạn thứ hai cao khoảng 25m là đoạn khó nhất của bức tường Việt Nam vì vách dốc đứng và khối thạch nhũ rất trơn nhẵn. Đoạn cuối cùng của bức tường cao khoảng 50m, dễ leo hơn vì vách núi có độ dốc khoảng 45 độ và mặt đá có độ bám hơn. Trong suốt quá trình tụi mình thực hiện thử thách này, đội trợ lý an toàn của Osalis sẽ trực tiếp hướng dẫn, giám sát, điều khiển dây bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn cho từng thành viên của đoàn. Mình là người cuối cùng trong đoàn thực hiện thử thách này và lên đến đỉnh bức tường Việt Nam vào lúc 11:20. Cả đoàn sau đó ăn trưa. Bữa ăn đầu tiên của hành trình khám phá Sơn Đòn là bánh ướt thịt luộc. Bữa ăn cuối cùng trong hang Sơn Đòn của chúng tôi cũng là bánh ướt thịt luộc. Lúc này mọi người đã hoàn thành tốt đẹp mọi thử thách nên tụi mình đã ăn trưa rất là ngon. Sau khi ăn trưa, tụi mình tiếp tục đi về phía cửa ra của hang Sơn Đòn. Lối ra là một con dốc vô cùng sình lầy và trơn trượt. Khi nãy lúc mà leo núi tụi mình oai bao nhiêu thì bây giờ mình thảm bấy nhiêu, bởi vì tụi mình chỉ có thể lết mà không có thể đi được. Đã thấy cửa ra của hang Sơn Đòn thấp thoáng ở phía xa xa. Đến hôm nay, tụi mình có thể nói rằng hành trình 4 ngày khám phá Sơn Đòn không có ngày nào là dễ thở hay nhẹ nhàng. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày với nhiều hoạt động và thử thách, đòi hỏi những người khám phá phải luôn chuẩn bị tinh thần và thể lực ở trong trạng thái tốt nhất để sẵn sàng vượt qua, sau đó sẽ là trải nghiệm và tận hưởng. Tạm biệt Sơn Đòn, tụi mình tiếp tục băng rừng để trở về điểm kết thúc của hành trình. Đường ra cũng không hề dễ dàng, nhất là khi tụi mình gần như đã vắt hết mọi sức lực cho các hoạt động trong 4 ngày ở Sơn Đòn. Từ cửa hang ra tới điểm kết thúc hành trình, chúng tôi băng rừng, leo xuống những con dốc gập ghềnh sắc nhọn đá tai mèo. Lúc này thì mình mới thấy
bức tường Việt Nam không phải là thử thách khó nhất của hành trình. Thử thách lớn nhất chính là đoạn đường trở ra này đây. Cảm ơn các bạn hướng dẫn, trợ lý an toàn, đội porters và hai đầu bếp của Osalis vì đã hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đỡ tụi mình rất nhiệt tình trong suốt hành trình khám phá sơn đòn. Sau khi băng rừng 1 tiếng 45 phút, chúng tôi trở về địa điểm tập kết. Đoàn chúng tôi kết thúc hành trình lúc 1 giờ 50, được các em trợ lý an toàn khen là các chị mình đi giỏi quá. Sau 4 ngày 3 đêm trong vùng rừng núi Phong Nha, chúng tôi có một buổi chiều thư giãn rất thoải mái ở Chài Lạp Farmstay, một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp, cách trung tâm Phong Nha khoảng 20 km. Bữa tối, cả đoàn họp mặt trong đêm gala dinner, chia sẻ những hình ảnh mọi người đã chụp trong suốt chuyến đi, cùng ăn một bữa cơm tối và nhận huy chương bạn đã chinh phục sơn đòn. Mình sẽ tóm tắt hành trình thám hiểm hang sơn đòn. Sau khi đi qua bản đòn và hang én thì tụi mình đến được cửa vào của hang sơn đòn. Từ cửa hang, mọi người sẽ đu dây xuống độ sâu 40m để đến thềm hang và tiếp tục đi sâu xuống thêm 40m nữa. Vượt qua hai con sông ngầm thì chúng tôi đến khu vực được đặt tên là Bàn Chân Chó. Từ Bàn Chân Chó, mình đi xuống hết con dốc là đến khu vực bãi trại số 1 trong hang sơn đòn. Đi qua hành lang hóa thạch là đến khe nước ngầm. Tiếp tục di chuyển, chúng tôi đến hố sụp 1 với tên gọi vọng khủng long. Băng qua bãi đá có cấu thành như những mảnh ruộng bậc thang, tụi mình đến hố sụp 2 với tên gọi vườn địa đàng. Băng qua khu rừng nguyên sinh ở hố sụp 2, chúng tôi đến bãi trại số 2 trong hang sơn đòn. Vượt qua con sông ngầm với tên gọi hành lang Bashendel là đến bức tường Việt Nam. Sau lưng bức tường Việt Nam là cửa ra của hang sơn đòn. Tạm biệt sơn đòn, chúng tôi đã có một chuyến đi với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Hành trình tiếp theo của tụi mình sẽ là chinh phục hố sụp cong và thử thách đu dây 100m xuống lòng hố sụp. Các bạn hãy đón xem những video blog tiếp theo của tụi mình nha.